Xin chào tất cả mọi người, đã đến với kênh Đời Sống Ẩm Thực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người những cách chuyển tiền về Việt Nam, từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thì hiện nay thì người Việt Nam sinh sống và làm việc học tập tại Hàn Quốc rất là đông, vậy nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam rất là cao. Thì cũng như các bạn đã biết thì hiện nay có rất nhiều phương pháp để chuyển tiền Việt Nam, nhưng phương pháp nào an toàn, tiện lợi và rẻ nhất thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người 4 cách để chuyển tiền về Việt Nam. Thì cách thứ nhất là an toàn nhất là các bạn nhờ người thân. Nhờ người thân Việt Nam, mình lúc nào về Việt Nam ấy thì mình có thể nhờ bạn bè, thì nhờ họ cầm tiền về cho mình, đó là cách an toàn nhất. Nhưng mà cách này rất là hạn chế. Hạn chế vì sao? Là vì lâu lâu mới có một người về, không phải họ về liên tục. Đúng không? Rồi, đó là cách để chuyển tiền Việt Nam qua người thân. Rồi cách thứ hai là chuyển tiền qua ngân hàng. Chuyển tiền qua ngân hàng thì hiện nay rất là phổ biến, bởi vì anh em lao động bên này thường thường là chuyển qua ngân hàng, tức như là an toàn, giá cả cũng phù hợp. Thì hiện nay có rất nhiều cái ngân hàng nó liên kết ở Việt Nam. Thì như mình thì mình hay gửi ngân hàng Hana. Ngân hàng Hana đấy thì rẻ, bởi vì nó chuyển 1.000 đô ấy, thì tính theo giá đô hiện tại ở trên Never, ví dụ như 1.1.10 những hạt thì nó lại thêm là 7 giá là 1.1.07, đúng không? Là tính theo 7 giá về Việt Nam thì đã tính theo 1.000 thì thêm 13,5 đô. Nhưng mà bạn chuyển từ 5 đến 10.000, từ 1 đến 10.000 cũng là 13,5 đô thôi. Nhưng mà mất phí nó tính theo là 1.000 cộng thêm 0,7 đấy, 7 giá này, 1.100 thì ví dụ như 1.100.000 thì nó là 1.107.000 hay sao. Đó là chuyển theo ngân hàng Hana. Còn có nhiều ngân hàng khác liên kết như ngân hàng Shinhan chẳng hạn. Bây giờ ngân hàng Shinhan thì nó phổ biến hơn. Ngân hàng Shinhan thì bây giờ hiện tại trên nếu các bạn từ ở Việt Nam mới sang Hàn Quốc ấy, thì qua trung tâm Nosa đấy. Thì bây giờ trung tâm Nosa là liên kết với ngân hàng Shinhan. Bây giờ toàn bây giờ các công ty là nhiều công ty là thanh toán tiền lương bằng ngân hàng Shinhan. Họ cũng liên kết ở Việt Nam thì cũng có ngân hàng Shinhan rồi. Đó. Ở lâu rồi. Ngân hàng Shinhan là nằm ở Hà Nội cũng nhiều, có nhiều trung tâm ở đấy. Thì ngân hàng Shinhan thì chuyển phí thì cũng thế, nhưng mình nghĩ thì nó đắt hơn Hana. Hana thì chuyển nhanh hơn. Hana thì trong vòng như mình tài khoản của mình chuyển thì trong vòng có 2 tiếng đồng hồ, là 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ là nhận thôi, nếu muộn nhất thì cũng 5 tiếng thôi. Còn như nhiều người khác thì thấy chuyển ngân hàng Hana thì nó làm kiểu gì mà trong vòng 2 ngày mới nhận được, 2 ngày nhiều tài khoản là 2 ngày mới nhận được, nhưng mình chuyển là chỉ trong vòng 2 đến 3 tiếng thôi, trong vòng có nhiều nhất là trong 1 buổi thôi là nhận được tiền. Còn chuyển ngân hàng Shinhan thì có nhiều cái cách chuyển, như ngân Shinhan, các ngân hàng khác như ngân hàng Uri chẳng hạn, ngân hàng Uri cũng chuyển này, ngân hàng Kukmin cũng có nhiều người chỗ Kukmin, ngân hàng Kukmin thì đa số là trong phía miền Nam ấy, trong phía miền Nam là hay chuyển Kukmin. Còn người Bắc, người ở ngoài Bắc thì hay chuyển Hana với Shinhan là nhiều. Thì hiện nay là có Shinhan là liên kết các nhiều ngân hàng nhiều lắm. Để đó là về chuyển về theo ngân hàng. Thì cách thứ ba nữa
Cách thứ ba là các bạn chuyển qua các ứng dụng. Đó. Hiện nay là theo nhu cầu là chuyển tiền, cho nên các ứng dụng ở trên Get là ra nhiều cái ứng dụng chuyển tiền, nào là Zelle này, đúng không? Rồi là SendPay này, rồi CoinShot này, rồi E9 Pay này, đúng không? Bốn cái ứng dụng đấy thì phổ biến, giá cả thì họ tính cũng vừa phải. Đó. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn cứ download về các phần mềm đấy và kiểm tra các tỷ số chuyển của giữa các ngân hàng, đúng không? Giữa các cái ứng dụng đấy là có chênh lệch, họ chênh lệch cũng có ngân hàng là chênh lệch 150.000, 100.000 Việt Nam ấy các bạn. Ví dụ một triệu thì hiện tại này 20.400.000 chẳng hạn, nhưng có ngân hàng là 20.300.000, có ngân hàng là 20.500.000, tùy từng cái ứng dụng. Thì nếu các bạn mà chưa biết về cái ứng dụng đấy thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng các ứng dụng, đó, cách chuyển như thế nào. Rồi cách thứ tư, đó là cách thứ ba là các bạn chuyển qua các cái ứng dụng, đó. Còn cách thứ tư là cách chuyển tiền theo T3. Nếu T3 thì các bạn ở ví dụ cùng quê quán các bạn thì T3 thì không sao, T3 thì rất là tiện lợi, bởi vì mình chỉ cần gọi điện cho họ là họ đưa đến tận nhà, đó là ở gần. Còn như các bạn không phải quê quán thì ví dụ như người Nam người Bắc chẳng hạn, chuyển tiền T3 thì có nhiều nơi rất là uy tín, làm rất là uy tín, đúng không? Và cũng có cái nhiều trường hợp là lợi dụng Facebook rồi lợi dụng cái thông tin người khác để trục lợi cho mình, là chuyển tiền T3, là lấy tiền của họ thì không về Việt Nam thì không chuyển tiền thành tài khoản cho họ, đó là nhiều cái trường hợp. Thì thế trên Facebook là có những cái nhiều trường hợp là lừa đảo nhiều, nên cái vấn đề mà chuyển tiền T3 này là các bạn phải lựa chọn những cái nơi nào uy tín để chuyển, không để tiền mất là tật mang, đúng không? Thì chuyển tiền T3 thì chi phí thì nó đắt hơn. Nếu mà mình chuyển ít ấy, thì so với ngân hàng chuyển ấy, thì nó không mất mấy đâu, nhưng mà bảo chuyển nhiều, chuyển từ 5.000 trở lên, đúng không? Thì mình nghĩ thì các bạn nên chuyển theo ngân hàng, nó rẻ hơn. Còn chuyển tiền thứ ba là các bạn chuyển từ ví dụ như chuyển 100 triệu 10 triệu Việt Nam chẳng hạn, 20 triệu Việt Nam chẳng hạn, 1.000 đô trở lại đấy, thì cái đó là rẻ hơn ngân hàng, bởi vì cước họ lấy thì tầm cỡ 10 đến 15 giá thôi. Ví dụ đôi hiện tại thì nếu chuyển theo đô đấy thì 1.000 đô thì họ lấy tầm cỡ 15 giá hoặc 10 giá, có nơi thì có 8 giá thôi, thì họ cần tiền họ lấy hàng mà, thì có nơi có 8 giá, có 10 giá hoặc 15 giá. Thì ví dụ 1.000 đô thì hiện tại đô hiện tại là 1.125 chẳng hạn, thì họ lấy 10 đô chẳng hạn thì 1.135. Nhưng mà các bạn theo ngân hàng đấy thì mất tiền phí cước trung gian này thì mất 9.000 này, rồi cước phí Việt Nam lấy 13 đô rưỡi này, thì cộng lại đã 20 mấy đô rồi nếu các bạn chuyển 1.000, đúng không? Thì mất 20 mấy, nhưng mà các bạn chuyển 2.000 chẳng hạn thì có mất 20 mấy đô thôi, cũng 2.000 thì cũng vậy thôi nếu mà chuyển hàng ngân hàng nào. Còn nếu mà chuyển tiền 32.000 ấy thì mất tầm cỡ 30 đô rồi nếu họ lấy 15 giá, đúng không? Thì 2.000 đã lên các bạn có thể chuyển từ ngân hàng, còn 2.000 đã xuống này, mình khuyên mà các bạn là thì nếu mà ấy thì chuyển tiền thứ ba hoặc là chuyển qua các cái ứng dụng, đúng không? Chuyển tiền thứ ba thì các bạn nên lựa chọn những nơi nào tốt nhất nhé, chứ đừng có thấy rẻ thì các bạn chuyển là không nên. Rẻ nhưng mà phải an toàn, không rẻ thì có nơi có rẻ thật nhưng mà an toàn, nhưng có nơi rẻ là họ lại lừa đảo mình. Thì đây là cái bốn cái cách để chuyển tiền Việt Nam qua các cái thứ nhất là qua người thân này, thứ hai là qua ngân hàng này,
thứ ba là qua các cái ứng dụng này. Thứ tư là qua T3 đúng không ạ, chuyển tiền T3 đúng không ạ. Video đến đây là mình xin kết thúc bởi vì thời lượng không có đúng không? Thì các bạn có cái ý có cái câu hỏi nào ấy thì các bạn đặt dưới cái phần bình luận của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn đúng không? Thì các bạn thấy video hay thì các bạn like video rồi đăng ký kênh để